Hello cả nhà. Bữa nay mình lại về Việt Nam, mình ăn bánh mì. Đây là bánh mì Long Xuyên quê mình. Bánh mì này thì cái ổ nó nhỏ thôi, nó không có như bánh mì Sài Gòn hay bánh mì bên kia. Có con gan tay ha, cắn bốn miệng là hết. Thì họ bán loại đặc biệt thì họ cũng để chả lụa với pate. Pate thịt nguội á, ở đây mình kêu là pate chung. Rồi để với gà, cái này là gà gà chà bông chứ không phải gà tươi xé ra như những loại kia. Bánh mì Long Xuyên là đặc biệt là giống như gà chà bông vậy đó, thì cũng pate, gan rồi bơ, nước tương. Mình không ăn ớt được. Cũng không có dưa leo, ở đây thì có ngò với cái dưa chua cải trắng hả. Đó thì mình phân ra, mình không có để chung đặc biệt chung pate chả lụa với gà, mà mình ổ gà ổ pate mình ăn riêng. Đây là bánh mì mình ăn từ nhỏ đến lớn, lần nào về cũng cũng mới vừa ăn rồi nhưng mà lại thèm, lại có thể ăn được nữa, sau một tháng lại có thể ăn được nữa. Và bây giờ mình ăn nhé, mình ăn trước là ổ thịt nguội pate chả lụa, đặc biệt bánh mì Long Xuyên. Bánh mì này là bánh mì Phượng, bán từ mấy mươi năm nay, đặc biệt là cái pate gan rất là thơm ngon, ăn xong cái lưu luyến trong miệng mình vẫn còn cái mùi pate gan này. Được cái là pate gan ngon đó, nếu mà mình làm được cái pate gan giống như vậy mình bán là mình rất là được lòng khách. Ở bánh mì thì nó nhỏ thôi, rất là giòn, bọng rỗng chứ không có quá đặc như bánh mì Sài Gòn, không nó giòn, ăn không có vị nhán. Nhưng mà phải ăn hai ổ mới ngon, một ổ không thể nào no được. Thơm ngon lắm, hay đơn giản mà ngon. Ngày ngồi không thấy đâu rõ. Bây giờ mình thử tới bánh mì gà rồi mình ăn tiếp cái này để cho thấy cho rõ. Bánh mì gà thì cũng có pate gan và bơ, đơn giản mà ngon. Bánh mì gà thì họ chắc họ để cái bơ nhiều một tí bởi vì ăn nghe cái mùi bơ thơm hơn. Còn bánh mì chả lụa pate á thì ăn nghe cái mùi pate gan thơm ngon hơn. Cái này thì nghe mùi bơ béo hơn. Nhưng mà các bạn một lần đến Long Xuyên, An Giang ăn bánh mì Long Xuyên thử sẽ thấy sự khác biệt rất lớn so với bánh mì Sài Gòn. Bánh mì thịt Long Xuyên rất khác so với bánh mì thịt Sài Gòn và những tỉnh thành khác. Bánh mì Long Xuyên nó khác nhất. Miếng bánh mì gà cuối cùng thơm ngon béo ngậy, bơ với pate gan nó dính hòa quyện vào ổ bánh mì giòn nóng và miếng gà mặn mặn. Xuất sắc, không hề ngán, giải quyết luôn phần cuối cùng của ổ pate chả lụa. Hết rồi. Đây là trái sơ ri Việt Nam. Có bài hát gì nè, gì anh đưa em đi hái sơ ri phải không? Trái sơ ri gì đó, có bài đó nhớ. Hồi xưa thì hồi nhỏ thích ăn cái loại mà nó chín mất luôn, nó đỏ, cái nó mềm. Nhưng mà bây giờ lại thích ăn giòn 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 vậy nè, nó cứng, xanh.
chấm tí muối ha, muối hột ha. Đó, có tỏi, muối diêm. Xuất sắc luôn. Ăn bánh mì rang seri là đúng bài ha.